Vâng, hello mọi người nhá, xin chào cả nhà, quay kênh nhà bàn MacBook của em hôm nay các bác ơi. Thì hôm nay em nên cho các bác là hai cây EM1 mọi người nhá. Cái dòng EM1 này thì dùng làm văn phòng và đồ họa nhẹ thì rất là ngon mọi người nhá. Cái dòng EM1 thì thực ra là cực kỳ được các bác ưa chuộng nhá. Riêng EM1 thì nó gọi là top saver các loại laptop rồi mọi người ạ. Giá chỉ loanh quanh hơn chục củ một tí thôi, nhưng mà được cái là pin dùng mười mấy tiếng rất là ngon. Bao giờ lấy máy thì gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin cho em qua số điện thoại mọi người nhé, qua Zalo, Facebook đều ok hết. Đấy, đây là hai cây này thì của em là đều là EM1 hết nhé. Đây mọi người xem chất lượng của máy này, ngoại hình này rất là đẹp, cả hai con đều màu gray mọi người nhé, màu xám. Riêng về chất lượng của máy thì là bên em thì rất là ok mọi người nhé. Còn ngoại hình của EM1 thì đúng mỏng nhẹ hơn 1,3 cân. Đó, nói chung là thế giới laptop thì nó bao bao luôn mọi người ạ. Thì riêng về thiết kế của laptop thì cực kỳ ngon. Mặt A đây này, ốc A kiểu rất là ngon, model là A2237 mọi người nhé, 2337 đó, màu gray đó. Mọi người nhìn hiển thị của nó này, màn Retina 13,3 inch mọi người nhé, 2K thì mấy kiểu nét sáng đẹp cho em nhé. Đó, nét phím sáng đẹp đều, chỗ để tì tay kiểu này rất là đẹp. Giá em đang để con này rất là rẻ nhé, chỉ có xem cấu hình của máy này, màn đẹp đây mọi người nhé, zoom lên một chút này, đang chạy macOS Big Sur phiên bản 11.7.10 2020 mọi người nhé, ship 11. Bộ nhớ con này 16 GB cơ. Đấy, số series trùng vỏ cho em này. Bộ nhớ 16 GB. SSD của nó 500 GB nhá. Con này của em thì nó là chip M1 RAM 16 ổ SSD 500 GB. Thị trường bán con này rơi vào tầm ngót 20 mọi người nhá. Tầm loanh quanh tầm 19 20. Pin của nó là 93%, sạc 172 lần nhé. Pin 93% vẫn dùng thoải mái tầm chục tiếng cho các bác. Vẫn dùng tầm khoảng chục tiếng là ngon mọi người nhé. Bảo mật vân tay các kiểu thì còn, không chưa có lỗi gì cả các bác nhé. Máy thì là nguyên ngon nguyên. Mọi người mua về thì mọi người dùng con này thì làm đồ họa lướt web cơ bản nhẹ nhàng, ok ngon, không lỗi lầm nhé. Camera đây, cái camera của con M1 này khá là đẹp mọi người nhé, camera khá là đẹp. Cho mọi người camera này thì cho mọi người FaceTime các kiểu, gọi Zalo, YouTube, Zalo, Facebook các kiểu ngon mọi người nhé. Đấy, con này thì là 2020 chip 11 mọi người nhá. RAM 16 ổ SSD là 512 GB. Em bán cho mọi người với cái giá là 17 triệu 800 nghìn mọi người nhá. Cực kỳ hợp lý luôn cho các bác rồi. Đấy, máy thì là vẫn ngon đẹp, pin cao.
bắt đầu mua thì mọi người nhắn tin gọi điện cho em mọi người nhá. Tiếp theo nên một con giá rẻ hơn. À, con này thì giá nó rẻ hơn nhá. Con này được của nó cấu hình nó thấp hơn, giá nó rẻ hơn khá là nhiều. À, mọi người nhìn này, chất lượng máy rất là tốt nhá. Đây, cấu hình của nó đây. Vẫn là model này trùng thôi mọi người nhé. Chip của nó thì giống nhau thôi, nó không khác đâu. Nó chỉ khác về RAM và SSD thôi. Ngoài con này với con kia thì cũng không khác nhau nhiều. Con kia thì nó đẹp hơn một chút. À, con này nó đẹp hơn một chút. À, màn với kiểu vẫn là Retina 13K. À, 3K. Đấy. Con này RAM 8 mọi người này. Vẫn là chip M1 nhé. Đây vẫn chạy Big Sur chip M1 RAM 8, ổ SSD của nó là 256 GB. Con lúc nãy là 512 GB nhá. Đấy, con này thì có 256 GB thôi. Con kia RAM 16 cơ, con này RAM 8. Ổ nguồn điện của con này thì nó sạc có 87 lần thôi, pin 9 năm, cao hơn con kia được 2% nhé. Đấy, con kia thì là pin của nó là 93, còn con này là 95. Giá con này em đang để cho mọi người là 13 triệu 800 nghìn các bạn nhá, 13 triệu 800 nghìn. MacBook Air 11. Con này để mà nói sử dụng thì con này nó bao 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 chất rồi mọi người ạ. Cái dòng 11 này để mà sử dụng thì nó ngon hơn cái loại, nói chung là cùng tầm tiền này thì cái bọn Windows thì hít khói. Con này pin của nó dùng 10 đến 12 tiếng. Đấy mọi người thấy không, pin dùng 10 đến 12 tiếng. Nhưng mà dùng cũng rất là mượt nhá. Để mà dùng con này rất là mượt. À, mọi người làm đồ họa cơ bản nhẹ nhàng, lướt web xem phim thì ok luôn, không có vấn đề gì cả. Đấy, thì kiểu video các kiểu nhẹ nhàng thoải mái luôn, cái con này rất là ok nhá. Màu trắng đấy mọi người gì đấy, không hề có chất điểm lưu ảnh như màu gì cả nhá, màu đỏ này. Mọi người thấy không? Cực kỳ ok, nó màu rất là đẹp, không chưa có hiện tượng ám ố lưu ảnh như màu gì đâu nhá. Màn của nó là 13,3 inch mọi người nhé, cân nặng là 1,3 kg, cân nặng 1,3 kg. Còn camera thì cả hai con đều giống nhau, camera của nó thì giống nhau hết các bạn nhé, giống nhau, không khác gì cả. Kẻ chip luôn thì nó cũng giống nhau, nó chỉ hơn ở cái RAM và cái bộ nhớ lưu trữ thôi nhé. Đấy, nó chỉ hơn ở cái RAM và bộ nhớ lưu trữ thôi. Riêng về âm thanh, về chất lượng, hình ảnh, hiển thị thì mát rất là ngon mọi người nhé. Đây các bạn xem này. $13,800 mọi người nhá. Bắt đầu lấy được máy nào thì báo em mọi người nhá. Riêng về âm thanh, về chất lượng thì mát thì ngon. Rồi, video của em sẽ kết thúc ở đây các bạn nhá. Bắt đầu lấy được máy nào thì mọi người cứ nhắn tin gọi điện qua. Máy bên em thì sẵn các dòng từ 5 đến 15 triệu rất nhiều mọi người nhá. Còn các dòng khác thì vẫn có nhưng mà nó ít hơn, thì mọi người nhắn tin, mọi người ủng hộ em thì nhắn tin qua Zalo, gọi điện thoại qua cho em mọi người nhá.